để hiểu rõ hơn hai thái cực cộng sản và tư bản. Các bạn phải nên hiểu như vậy nè. Giữa cộng sản và tư bản hồi xưa thì nó có phát xít. Phát xít thì bỏ qua đi. Phát xít thì nó quá là dữ dội đi, quá tàn ác. Đã kêu phát xít mà. Ví dụ các bạn nên nghĩ á, người ta nói á, ví dụ cái người Việt Nam mình á, ví dụ thằng nào ác á, nó kêu đồ má đồ phát xít. Đó, thôi, dẹp khỏi bàn phát xít. Nhưng mà bây giờ mình nói ra bây giờ hiện giờ ở cái trái đất này nó có cái hai cái thái cực. Một là tư bản. Hai là cộng sản. Tại sao cộng sản nó còn tồn tại đến giờ này? Tư bản nó còn tồn tại đến giờ này? Nếu mà so ra hai cái thái cực á, người ta nói ô, bây giờ mày chọn tư bản hay là cộng sản để mày tới cái nước đó mày sống, thì dĩ nhiên á là hết 90% á là người ta sẽ chọn tư bản để người ta sống. Còn 10% còn lại á, nếu mà nó chọn á cộng sản á, có nghĩa là đó, nó chỉ biết lo cho cái bản thân nó thôi. Nó được tự do, tự quyền, tự tôn, tự tác hơn. Cộng sản, nghe nó cộng sản là thấy sợ rồi. Cộng sản là một cái, người ta kêu là một cái bình phong để nó đưa lên. Nó đưa lên để nó hút máu nhân dân, nó hút máu cái đám dân sống dưới cái ách đô hộ của nó. Nói cho cùng á, bây giờ bao nhiêu nước còn? Trung Quốc, North Korea, Bắc Triều Tiên đó, Cuba, Liên Xô á, thì nó nói á là nó đã trở tư bản rồi, nhưng mà cái máu cộng sản nó vẫn còn, thì nó nửa này nửa kia. Những cái nước cộng sản đó, các bạn nên nghĩ đi. Cái người dân mà sống dưới cái chế độ cộng sản hiện tại bây giờ đó, năm 2023, có gì mà sung sướng? Người ta nói ồ sung sướng. Có sung sướng á là những cái thằng có quyền, có chức, có thế, đó là những cái thằng sung sướng. Còn những cái người dân á thì nó bóc lột đến tận xương tận tủy. Ví dụ những cái người dân sống với cái chế độ cộng sản bây giờ, vậy mà nó không mở con mắt ra mà nó thấy, nó bị mị dân như vậy á, mà nó còn ngu muội đến cái nỗi á, trong khi mình đi làm một ngày không có được bao nhiêu tiền hết, trong khi cái khối tư bản á, mình làm một ngày á, mình sẽ kiếm ra tiền ra của, mình thích đi đây đi kia, mình nuôi sống gia đình. Mà nó còn không thấy, nó bị mị dân đến nỗi á, nhiều khi mình thấy á, nhiều cái video nhiều người lên á, đủ mẹ đói chết mẹ luôn đó. Vậy á mà lên cứ bên cộng sản, người ta kêu nó brainwash á, brainwash á là nó tẩy não, nói thẳng là tẩy não, brainwash á, nó tẩy não đến nỗi á, ngu đến nỗi á, vẫn tin là tin, vẫn bị nó tẩy tẩy hàng ngày. Bởi vậy cái bụng thì đói, nhà không có cơm ăn, đi làm chết mẹ luôn đó, vậy mà vẫn tin. Tin là tin cái gì đó? Thử nghĩ ra, mở cái đầu óc ra, các bạn nên mở cái đầu óc ra một chút. Sống ở trên đời này đó, các bạn từng coi những cái phim tàu, những cái phim này kia, những ông vua chúa lên á, người ta có đức có hạnh, người ta làm á để cho dân người ta sống tốt, sống đẹp hơn. Những cái người như vậy á, người ta mới cầm quyền mới lâu được. Còn cái chế độ cộng sản á,
nó quá tinh vi. Nó quá tinh vi, một phần á thì nó hốt của người ta, một phần thì nó tuyên truyền. Bởi vậy nó để cái đám dân nó ngu, nó ngu muội, nó dễ trị đó. Bởi nhiều khi cộng sản cái tư bản nó có cái tệ cái là vậy nè, nó quá open đi thì người dân á, người ta chưa biết cái khổ là gì đó. Người dân cứ thấy vậy mà cứ tin vậy là cái đám đó nó bị rửa não, rửa não thì nói thẳng ra như vậy. Mình á ăn học lớp 11, 12, lớp 1, lớp 2 đại học, mình có cái đầu óc mình suy nghĩ đơn giản một chút xíu. Đó là nói cái vấn đề giữa cộng sản và tư bản. Thôi bây giờ mình nói sơ là tư bản nói chung và cái cộng sản nói chung và cái cộng sản Việt Nam nói riêng, nói đơn giản vậy đi. Các bạn nghĩ á, cái gì gọi là thắng, cái gì gọi là thua? Cái thời buổi bây giờ không có nói cái chuyện mà thắng mà thua. Cứ cho là cái năm 75 đi, cộng sản nó thắng đi, nó quýnh vô miền Nam nó thắng đi. Nhưng mà các bạn chưa có hiểu đâu. Cái thắng đó là không phải là từ cái cộng sản nó thắng đâu. Cái thắng đó là từ cái chỗ ăn chia của những cái thằng giống như là thằng ăn trên ngồi trước á, nó dàn xếp sẵn hết rồi. Việt Nam không có cửa mà nó có chuyện thắng hay thua ở đây. Đồ mẹ Mỹ mà nó quýnh á, đồ nó quýnh ở đâu là nó thắng. Lúc đó chưa có bom nguyên tử nữa, đồ nó thả hai trái ở Nhật chưa thấy. Mà lúc đó thế giới đâu có bom nguyên tử nhiều. Nó muốn quýnh ở đâu nó thắng là nó thắng. Nhưng mà quyền lợi của tư bản, tư bản nó thật, các bạn nên hiểu như vậy nè, tư bản là ông nội của cộng sản, các bạn phải tự hiểu như vậy. Nói cái video mình á, mình nói rất là ngắn gọn chút đỉnh thôi, nói cho các bạn hiểu kẻ thắng người thua. Ví dụ bữa nay mình dòm cái video mình thấy á, cứ cho là cộng sản là cái kẻ thắng đi, khi mà kẻ thắng á, nó quay lên những cái video là những cái người tù cầm tù cho cọp ăn hay này nọ, nó muốn nói gì nó nói. Cứ cho là cái kẻ thắng, kẻ thắng á, thì nó muốn nói gì nó nói. Nó có quyền lực trong tay, nó muốn nói gì nó nói, nó mị dân, nó rửa não, nó muốn nói sức gì nó nói. Người ta phải tin lên, nó nhồi riết trong sọ riết, người ta phải tin vái. Nó thật ra cộng sản nó còn ác gấp 10 lần á, cái tư bản nữa. Pol Pot nè, Khmer nè, đủ thứ, tù cải tạo nè, ai kể những cái chuyện đó, vượt biên nè, chết biển nè, thằng nào đi đụng nó bắn ngoài biển luôn, chết ngắt luôn đó. Đưa tiền cho nó thả cho đi, tiền càng nhiều nó thả đi càng nhiều. Dân chết ngoài biển nó có thiết tha không? Hải tặc vớt, cướp biển vớt, nó có thiết tha không? Rồi nếu mà những cái người Việt Nam mà vượt biển như vậy đó, thì ta không có thành công đó, thì nó coi ra cái mẹ gì, nó kêu đồ đám lưu vong. Mà những người thành công á, thì nó kêu về nước giúp xây dựng đất nước, hòa hợp hòa giải. Bây giờ đó, nói thật, cộng sản hay bắt một cái đất nước, bất cứ một cái đất nước nào, nếu á làm cho do dân ấm no, đừng có tha hương cầu cực, thì chúng ta đây, tất cả các người ở đây, đâu có ai phải cần đi lưu vong. Tại sao Việt Nam cứ vậy mà kêu là xuất khẩu lao động, cứ việc mà đi, đi, đi thôi là đi. Là sao? Những nước khác đâu có. Nhục lắm. Nói như vậy mà không biết nhục. Nói ra thì nó hào nhoáng, nó đủ thứ. Còn ở trong ruột á, nó đủ thứ, nó tùm lum ở trong hết. Video á, bữa nay á, mình nói rất là ngắn gọn, còn rất là dài dòng lắm. Mình không có cần nói nhiều, nhưng mà cái chính ở đây á, các bạn phải nên hiểu á, cái cộng sản với cái tư bản nó khác biệt ở nhau là cái chỗ nào.
Ok, mình nói cho nghe. Còn mấy cái việc linh tinh lang tang, nó tuyên truyền này nó kia, quên nó đi. Coi á, thì mình nhắc nhở với các bạn á, coi phải động não, hiểu, suy ngẫm, coi cái nào đúng, cái nào sai. Đó là coi. Coi mình phải hiểu là như vậy, chứ không phải coi là coi. Cái đầu phải nở ra chút xíu, suy nghĩ. Mình biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái, cái nào đực, cái nào cái. Chứ không phải coi cái nói đực, nó nói cái mình cũng nghe cái, Là không được. vậy ha. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Muốn á, mình sẽ làm thêm vài cái nữa cho cái não, cái những cái người á mà chưa thông á, để nó từ từ nó sẽ thông đi. Vậy ha, nói ít hiểu nhiều.